Xin chào quý vị và các bạn, mình Audio Hà Đông lại về một lô loa lời của JBL và giá 3,5 triệu một đôi đẹp xuất sắc, hàng bãi zin, bảo hành hàng xịn suốt đời thì các bạn nha. Tại mình Audio Hà Đông thì các bạn yên tâm về chất lượng của nguồn hàng. Đây là những đôi loa lời JBL Control 1, thông tin địa chỉ quảng cáo rất rõ. Ngoài loa đời của JBL sẽ nhiều tem, nó nhiều tem, nếu so với dòng loa Bose nó nhiều tem hơn một ít, nó có tiếng xó, tiếng xì khi các bạn nghe, bởi vì nó làm bass và tem riêng, nó vẫn đầy đủ các giải âm bass mid chép như lời, nó rất to, rất rõ và chắc. Cái đo qua kích thước để các bạn có thể tham khảo nhé. Ở đây tôi có một đôi màu trắng, còn lại là màu đen. Những đôi mà màng loa nó bị sờn hoặc nó bị có vết thì tôi sẽ bán giá rẻ hơn. Còn những đôi đẹp như này giá 3,5 triệu. Đây là chiều cao. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có. Chiều cao là 22cm, 23, 23. Bề ngang 15, 16. Bề sâu cũng tầm như vậy. Củ loa sắp xi 7 màu, rất xịn sò luôn. Theo đợt sản xuất thì có các cái màng hoặc là màu tem khác nhau. Đây cái đôi này lần đầu tiên tôi thấy cái đôi có cái màu tem sáng. Và đa phần là màu tem kiểu này. Nó theo đợt sản xuất. Gân là gân cao su, đã mục phải thay. Phải thay các bác nhá, bởi vì dòng này nó đã mục hết gân. Đây là màu bụi thì nó bám vào thôi, chứ còn loa này là đẹp long lanh, rất đẹp. Đây là bên bẩn của bám. Ngày đó giả sử đôi đôi này bán giá 3 triệu, đôi đẹp thì chỉ 3,5 triệu, hàng bãi zin xịn hết, chất lượng âm thanh như nhau. Nó chỉ do là bên kia người ta dùng, người ta không giữ thì màng loa nó bị xấu đi thì sẽ rẻ hơn một chút. Bao lơm trai anh một đống luôn. Và chất lượng âm thanh thì khỏi phải bàn luôn về JBL. Cứ mở to để các bác tham khảo. Con mình ngày đó tháng chưa tròn, em đặt tên chúng mình. Giờ con biết đồng hay chưa, hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, rất đặc trắng và đặc nhất. Biết xuân này lại về. Trên loa thì nó chỉ biết chưa California thôi. Mùa qua xuân chẳng có, anh đã hồi biến. Những dòng loa này JBL thì nó thường không in thông tin kỹ thuật của loa trên thùng, mà nó sẽ có ở cái thùng bìa cắt tông mà các bác mua mới tinh. Nếu mua mới tinh thì sẽ có. Và tôi có một thùng thì nó ghi là 150W cho cái dòng loa này, 150W tối đa cho em nó nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.